Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào buổi sáng. Hôm nay là Long Bùi quay clip tranh thủ vào buổi sáng này để quay những cái mặt hàng mới, có nghĩa là hàng Meda XM. Trong này nó có những cái cây hàng nó rất là cao cấp mà mới, là dòng mới của Tây Ban Nha. Họ sản xuất tại nhà máy Trung Quốc nhưng mà họ sản xuất chính hãng cho Tây Ban Nha. Đó là dòng Meda. Thì tí nữa 9 giờ xe họ bốc hàng đi rồi, cho nên Long Bùi phải tranh thủ quay clip để giới thiệu đến mọi người những cái sản phẩm Meda dòng cao cấp này, để cho những ai mà yêu thích những cái dòng gỗ gọi là cao cấp đẹp thì có thể là quan tâm tới cái dòng Meda này. Tại Long Bùi làm rất nhiều dòng, như Long Bùi đã nói, nhưng mà cái dòng nào họ sản xuất chính hãng mà Long Bùi trong quá trình sử dụng Long Bùi cảm thấy nó tốt thì Long Bùi sẽ làm những cái mặt hàng đó, để cho những cái nhu cầu của mọi người thôi. Ai thích chơi dòng nào thì chơi. Thì trong quá trình đó thì mình đóng hàng đi á, thì có một số cây này nó về trước. Thì hôm nay 9 giờ là xe họ bốc hàng, cho nên Long Bùi qua rất sớm. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi. Trên tay còn đang uống ly cà phê này. Thì cứ mỗi buổi sáng thức dậy thì chưa có ăn sáng hay là gì hết thì cũng phải vào uống cà phê cái đã. Nhưng mà hôm nay là mua về chứ không ngồi ở quán quen thuộc nha. Thì mọi người xem Long Bùi sẽ móc cái hai cái thùng này ra, thì trong này nó sẽ có những cái cây gì. Và tiền thở thì nó có về, đợt này về là Amly Nết SA25, Nết SA25 cũng có hàng lại nè, 40, 50 có hàng lại nè. Rồi cabo cho dây sắt ni lông loại Mercedes mà loại tốt chính hãng nè, dây dắt Kalin nè, rồi những cái dòng dây của Alix mà chính hãng, bên mình nhập Alix chính hãng, có nghĩa là mình đặt của công ty luôn chứ mình không thông qua bất kỳ một cái khâu trung gian của những cái người nhập. Tại vì mọi người biết rồi đó, hiện bây giờ công ty sản xuất bên ngoài là hàng nhái rất nhiều, cho nên mình không có tin tưởng một ai hết. Khi mà họ sản xuất về tới Việt Nam mình rồi, chính Long Bùi là người làm luôn, người nhập hàng luôn, mà nhìn vào bộ dây Long Bùi cũng không biết, chỉ có sử dụng dây mới biết thôi, chứ thật sự nhìn bề ngoài Long Bùi không nhận ra được đâu là hàng nhái hàng thiệt. Hiện bây giờ bên đó họ nhái rất nhiều cái phụ kiện của guitar, giống như cái tuner 33 đó, mọi người biết cái tuner á, mà vàng 33 mà họ cũng nhái. Về tới đây một thùng 120 cái mà hư hết tầm khoảng 20 cái, còn 100 cái kia lúc nhảy lúc không, thì mình cũng không hiểu được là cái thị trường mình làm là như thế nào. Rồi cabo có 40.000 thôi, họ cũng nhái bằng nhựa vào trong đó bóp gãy thôi, mình cũng biết. Cho nên bên mình là những cái mặt hàng mà chính chủ đạo á, mà mọi người hay dùng á, thì Long Bùi đều cố gắng đưa về từ những cái hàng chính hãng của công ty họ sản xuất hết. Bây giờ Long Bùi không đỡ mọi người chờ lâu nữa ha, Long Bùi sẽ bóc hai thùng Meda XM này ra để cho mọi người xem được cái những cái đàn mới nó sẽ như thế nào. Quá sảng khoái cho một cái ly cà phê buổi sáng. Đây, trên đây là cái thùng Meda họ còn niêm yết này. Đó, họ còn niêm yết cái mạc Meda của họ ở trên này nè. Đó, bây giờ Long Bùi sẽ khui ha. Rất hoành tráng mọi người, họ làm rất bài bản. Bao này có gói luôn ha, gói ở trong luôn. Đây, rồi rồi. Đây. Xem họ làm rất kỹ càng ha. Đây là cái logo của Meda XM.
khóa đây. Đây là bộ khóa của này ra. Đây là hãm bọc cái băng keo giấy đợi rồi. Ông Bùi mày khép mở cái này ra ha. Phun co, đó là phun co, đó, phải chính xác này, mọi người xem, quá đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn. Đây là giấy tờ của mây đây, đó, những cái dòng chính hãng này á thì được những cái cửa hàng họ đã cộng tác với Long Bùi lâu dài rồi. Họ thích cái dòng của Meda, tại mọi người biết là Long Bùi làm Meda là làm cái dòng classic là MC10, MC39, MC40, MC30, đó là những dòng classic mà gọi là cao cấp, giá từ 10 triệu trở lên đó. Cây này là cây Diana DG20 MFCS. Cây này hiện tại thì nó đang là có giá là 15 triệu nha mọi người. 15 triệu. Rất là hay cái về Barrelation là những cái này họ canh có chuẩn. Nghe cái âm đó. Là Long Bùi giới thiệu sơ qua để cho mọi người biết những cái dòng đàn của mới dòng của Tây Ban Nha này, dòng mới của Tây Ban Nha này. Rồi hôm sau thì Long Bùi sẽ, nếu mà mọi người thích nghe về những cái âm này á, thì một cái công sâu á, nó về một cái công sâu thì chậm hơn cái này tầm khoảng 3 ngày thì có thể là qua lỡ mình mới lấy hàng ra được. Thì mọi người có thể là mình sẽ làm clip test nó kỹ càng để cho mọi người chơi ủng hộ Long Bùi ha. Làm rất kỹ càng mọi người. Thêm một nhân tố nữa này nha. Đây. Mời ha. Xúc sắc không? Bộ khóa này. Cái dòng Mera này họ canh Barrelation rất chuẩn và rất là hợp lý Long Bùi. Nói chung là Long Bùi những cái này về là đa phần là Long Bùi không đụng vào cái gì nữa hết. Mọi người xem từ cái Barrelation này, vừa đầu của họ họ làm này, họ canh rất chuẩn. Long Bùi nói là tay lo
tay lo về tới Việt Nam của mình còn công cần chứ chưa, chứ nói tới dòng này là lông bùi về là 10 cây lên đúng y bên em 10 cây đó. Không có một cây nào cần nhích nhích còn hay là cái gì đó. Đẹp không? Quá đẹp, xuất sắc. Giấy tờ cũng y như cây kia, lá cầu, lá cầu. Họ đi lõm vào trong, họ chữ là Merida XML. Đây là bộ khóa cho mọi người thưởng thức lại cái bộ khóa này. Đó. Cái này là mã là M1 MH. Như Long Bùi cũng nói là không phải cái đàn mới nào của Trung Quốc họ sản xuất là kém đâu. Nhưng mà Long Bùi đã nói là những bên Trung Quốc họ sản xuất, có nghĩa là sản xuất khi về Việt Nam mình thì nó phải thông qua một cái nhà máy khác để họ sản xuất cái dòng đó. Nếu mà thật sự mà một cái nhà máy, tại vì những cái dòng này họ đã kiểm chứng rồi, bây giờ Nhật ở bên Nhật họ cũng không có sản xuất, có nghĩa là tại nhà máy của Nhật mà họ cũng đặt gia công bây giờ hàng mới với Morris nha. Nó những dòng cao cấp đó, dòng đời mới bây giờ là toàn cũng là của nhà máy họ đặt ở nhà máy Trung Quốc họ sản xuất, chứ bây giờ là họ đâu có sản xuất ra được nữa. Thì cho nên là cứ đúng chính hãng mọi người chơi thầm thành rất hay và có thể kết cấu đóng rất là tuyệt vời đó mà lên một cái cây đàn như thế này đó. Thì như Long Bùi nói là Long Bùi làm để cho mọi người có nhiều cái sự lựa chọn để cho mọi người, ai thích chơi hàng mới thì chơi, ai thích chơi hàng cũ thì chơi, cũ Nhật thì chơi, ai thích chơi hàng đóng thì chơi. Thì cái này là mình làm nhờ 12 cây này á, chơi hòa chung với 12 cây lá xích đó, là mình làm cho anh em ở Hà Nội. Còn cái công hàng của Long Bùi thì cả phải 3 ngày nữa, cái hàng mà bán lẻ ở tại cửa hàng thì phải 3 ngày nữa hàng mới về tới đây, thì qua là ở Long Bùi mới lấy hàng ra được. Cây này thì giống cây kia rồi mọi người. Rồi bây giờ Long Bùi sẽ bóc cái thùng thứ hai ra ha. Bóc thùng thứ hai, cây này giống cây số 1 rồi.
hôm trước Long Bùi đã qua rồi nè. Dòng này thì hôm trước Long Bùi đã về chung với dòng nó có cái pickup này nè, là Long Bùi đã về rồi. Jumbo có quách tây sòi đây, gỗ mắt bò Long Bùi cũng đã về rồi. Về hôm trước về cái dòng này đã bán trước rồi đó. Đẹp quá, đẹp mùi bóc hai cái thùng Meda này ra trước để cho mọi người xem thưởng thức những cái đàn mới cao cấp này để cho mọi người có thể là về sau này mọi người hàng của Long Mùi về Long Mùi sẽ test cái âm để cho mọi người nghe và giới thiệu nó chi tiết hơn về cấu hình cũng như gỗ cần khó như thế nào và nó sản xuất như thế nào nữa. Long Mùi sẽ giới thiệu tỉ mỉ cho mọi người. Bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu cho mọi người phụ kiện ha. Phụ kiện giống như đây, đây là carbon Mercedo MC1 đó. Thì cái chuyện mà bên đó mà đặt thêm một cái nhà máy khác họ sản xuất giống y như này là quá là đơn giản, cho nên Long Bùi cũng mua đúng cái nhà máy, đúng nhà máy họ sản xuất ra thì chất lượng các bạn xài là không bao giờ kẹt mà nó bị yếu cái cabo này, rồi không bao giờ mà nó bị gãy này đó, là các bạn xài nó rất là tốt. Tại sao bây giờ hiện tại thì mọi người mua ở bên Lazada, Shopee hay là cái gì đó, mọi người mua chỉ có 80-90 ngàn một cái thôi, nhưng mà mình nhập về mình bán là ở đây là 120 ngàn một cái, là mình tính cái chi phí này nọ rồi luôn á. Tại vì bên kia họ tính ra tiền của họ là hơn 180 ngàn, thì về tới đây mình làm chỉ có mình làm cái tiền Việt mình chỉ có 120 ngàn thôi, đây từ cái phí vận chuyển hay gì đó. Nhưng mà mọi người xài rất là tốt. Và bên mình về đây, đây là cái những cái phụ kiện của cabo rồi micro rồi jack calin rồi dây những cái dây alix giống như alix mình làm ở dây chính hãng là 436 nè, AWR 47 rồi 438, dòng 438 giờ về là dòng cao cấp đó, bên alix họ sản xuất kinh khủng. Đây tại sao mình làm những cái clip này, tại vì mình quay những clip nó rất là thực tế như này để cho cái người tiêu dùng của mình, có nghĩa là người Việt của mình không nói ở nước ngoài thì có những người anh người chú vẫn đặt những cái đàn custom rồi vẫn ủng hộ những cái đàn Nhật bên mình đó, đó là chơi sưu tầm. Thì mình muốn làm những cái gì nó thực tế nhất, những cái gì nó có ở cơ sở sản xuất đàn guitar lông để mọi người theo dõi, không phải nói ra bằng miệng, nói ra bằng những cái lời nói rồi cầm vài ba cái lên để làm cái video bán cho mọi người. Đó là Long Bùi muốn hướng đến cái thực tế để cho mọi người tìm đến những cái nơi mà gọi là tốt nhất cho mọi người được mua, được sử dụng. Nó cái nói chung khi mình bỏ ra được cái đồng tiền để mình làm á, cái nào nó phải thực tế. Ví dụ đây là thùng cũng là cabo này, thấy không? Các bạn thấy không? Mình về cabo Mercedo á là nguyên thùng như thế này. Đây. Đó mọi người xem này, đây là cabo MC4 này kẹp cho chiên classic này. Đó tại bản classic nó họ kẹp khác mà bản acoustic họ kẹp khác đó. MC4 là cái bản classic này nó sẽ dài hơn, thì trong này là một thùng của nó là 200 cái, cứ một thùng 200 cái mình về là mỗi loại là nó 500 cái. Thì bây giờ hiện bây giờ là đây là đang chuẩn bị là những cái thùng này là sẽ đóng đi này, rồi nhân viên họ kiểm tra hết. 9 giờ bắt đầu, tí nữa 8 giờ bắt đầu anh em vào làm là họ sẽ vào họ kiểm tra setup lại số lượng. Ví dụ như cái bộ dây này ha, bộ dây này là AW438 đây mọi người này, đó là nói về công ty Alix nha, nói về công ty Alix tại vì hiện bây giờ Dario họ sản xuất là của Mỹ đúng không,
Elixir cũng của Mỹ, họ chỉ bán độc viên về tại Việt Nam của mình cho một cái cửa hàng được họ phân phối đi thôi, chứ họ không bán tràn lan đó. Thì cái số lượng nó ra, ví dụ hàng nửa năm nó ra số lượng bao nhiêu á, cho nên rất là hiếm. Và khi mà hiện bây giờ còn công ty Elite này họ sản xuất dây nói chung tầm trung và tầm cao cấp thì đều có hết. Cho mọi người xem cái bộ dây 438 nha, 438. Tại lúc mà Long Bùi đi triển lãm á, Long Bùi mới được công ty họ giới thiệu cái dòng LV 438 có phốt pho, có nghĩa là giống như Elixir luôn đó. Mọi người xem nè, ngồi xem 438 cái chất lượng dây á, nó có cái lớp đóng phủ nano ở ngoài không khác gì Elixir luôn, cho nên mà rất cao cấp nha. Còn cái giá dây á thì đỡ Long Bùi xem lại cái mail bên đó, họ chết lại cái mail tính luôn cái cước vận chuyển từ cái này nó về tới đây thì hiện tại bao nhiêu, thì Long Bùi sẽ làm tốt nhất để cho mọi người được sử dụng cái dòng dây chính hãng mà có phốt pho, nó giống như Elixir, là dòng Elixir cao cấp đó. Cao cấp nhất thì hiện bây giờ Elite họ cũng đã sản xuất ra cái dòng phốt pho này rồi, để chống reset cho mọi người rồi ha. Đây cái hộp của họ đựng đây, thì cứ chính hãng mà chơi. Bây giờ hiện bây giờ 436 có 90.000 họ cũng đã nhái rồi. Mình nhập bên đó là 75.000, và tới đây chi phí vận chuyển nữa tầm khoảng 80.000, bán 90.000 công thay nữa. Thì bây giờ có những nơi khác họ bán 80.000 hoặc 90.000. Có thể là có những nơi mấy bạn mua trên Shopee sao tại sao có 70.000, 75.000. Các bạn so sánh là mình không hiểu dây đó từ đâu ra nữa, nhưng mà nó có một cái đặc điểm để mình phân biệt được dây thật và dây nhái. Đây cái đuôi dây họ làm. Đó là dây Alex 438. Chuẩn bị Long Bùi về cái này này, mọi người sẽ thấy bán trên Long Bùi sẽ đóng tem vào và mọi người sẽ thấy đoán bán ở trên các cái cửa hàng cũng sẽ rất là nhiều, nhưng mà phải Long Bùi sẽ đóng tem vào, tem logo của bên Long Bùi vào, để cho khi mọi người mua được những cái dây này nó là dây từ bên Vita Long nhập về, chứ không phải thông qua đâu hết, cho nên mọi người sẽ yên tâm về cái chất lượng của cái dây hãng của Alex. Dây dắt Kalin 6m đó. Là tại sao mọi người biết Long Bùi làm cái dây này, thứ nhất á là dây này á mình làm về tới Việt Nam mình làm chỉ có 150.000 thôi, nhưng mà nó chất lượng hơn dây Fender nhiều, rất nhiều luôn. Mình xài cái này chưa bao giờ hư hết, nhưng mà dây Fender mình, các bạn biết là mình về số lượng nó rất là nhiều, tại Fender nó rẻ hơn, ví dụ như mà nó cũng đã là 150.000, mình nói lộn là cái này là 250.000, mình về cái dây Fender là 150.000 5m, mà cái này 6m, nhưng mà cái đầu kia là đầu thẳng, là nó bị hư liên tục, và dây Fender là bên đó có nghĩa là họ không có sản xuất chính hãng, thì họ sản xuất nhái, nhưng mà họ tính cái thời gian. Các bạn biết là nếu cái dây đó các bạn sử dụng 1 năm thì ở trong cái lõi ở trong nó tự buông, lõi ở trong nó tự buông, có nghĩa là tự nhiên cái nó bị đứt cái mạch luôn, khi các bạn gắm vào đi nó sẽ bị đứt cái mạch ở trong, nó đứt cái mạch trong, và mình rất là khâm phục cái Trung Quốc, họ làm không sử dụng lâu dài. Mình về cái lô hàng đó là mọi thứ là 500 cộng, nhưng mà dây 10m á thì Long Bùi về thì bán nó chậm hơn dây 5m và 3m. Thì trong vòng đúng 1 năm đó là tất cả 500 cộng dây mà Fender mà Long Bùi còn tồn hàng lại, có nghĩa là tồn khoảng 100-200 cộng đó, là bắt đầu Long Bùi không xài được. Cứ gắm vô là nghe rè rè, gắm vô xong là đánh phát là không lên tiếng luôn. Là Long Bùi mới cắt ra thì thấy cái lõi ở bên trong nó nhão luôn.
nó nhão luôn, là cắt ra để xem thử cái đầu dây đó, mình xem cái đầu này nó có bị hư hay không đó. Thì cắt ra cũng nhão, nhưng mà vòng lông bùi bây giờ hiện bây giờ vẫn đang bán dây Fender, tại vì cái giá thành nó thấp, để cho ai có nhu cầu dùng thấp thì dùng, ai muốn tốt thì họ dùng Kalin. Và hiện bây giờ bên Long Bùi đang phân phối cái dòng Kalin này là 250 và 600.000, là gọi là dòng dây mà tốt cao cấp đó. Thì mọi người bây giờ hiện bây giờ mình đang đóng 200 cộng dây Kalin này đi cho khách luôn này, 200 cộng dây là đây. Đây là ở đây là có một thùng này, đây là có một thùng cho mọi người xem này. Đó, đây là một thùng, một thùng Kalin ở đây, một thùng này, cứ một thùng là 100 cộng. Và đây là Long Bùi đang đóng cửa này, đóng cửa. Có nghĩa sáng mấy anh em chưa có làm việc, Long Bùi làm rất sớm để tí nữa anh em qua kiểm hàng đóng đi á. Thì anh em chưa làm việc thì Long Bùi đã qua quay clip rồi, để tí nữa hàng bóc đi cho nó được chốt lọt. Đây là thùng Kalin đó, dưới này cũng một thùng này. Đây là cũng một thùng của dây Kalin. Bây giờ Long Bùi sẽ bóc cái thùng này ra. Nhiều lắm, đợt này qua nó chờ hàng luôn. Mà phải qua lỡ thì Long Bùi mới lấy cái công hàng mà của bên của mình đó, là nó mới đủ cái số lượng hàng bán của bên mình bán hàng tại đây. Còn hiện bây giờ mình cung cấp cho mấy cái cửa hàng. Tại mình khui cái thùng này là thùng Microlab là đi về chung với cái loa lab Tây Ban Nha 6 line 6 cổng đó. Đây micro. Hôm trước mình về là wireless Nest B1 micro thì được nhiều anh em ủng hộ hết rồi, thì âm ly cũng đã hết, nó đi theo bộ. Thì hôm nay mới về lại này. Đó, micro. Lắp. Âm thanh rất hay, cực kỳ hay luôn, micro không dây nha. Đây mình khui ra một cái cho mọi người xem nha. Vừa rồi là về là được những người anh ủng hộ hết rồi, thì bây giờ mới về lại cái dòng này. Mới có hàng lại nè, có anh Tùng hôm trước cũng mua một cái âm ly rồi, nhưng mà không cách đây hai hôm anh có gọi điện qua cho mình để lấy cái micro của dòng của nó luôn, nhưng mà mình nói hết hàng thì anh chờ có thể là một ngày hai ngày nữa. Micro lắp không dịch 2.500.000 đó micro mà theo. Đây là mình cắm vào cái âm ly. Mình cắm vào cái âm ly cái micro này mình đi ha. Âm thanh nó bắt rất nhẹ nhàng. Đó, đây là pin, micro là xài pin. Đơn giản như vậy thôi. Mình về đó. Đây là quay những cái gì nó thực tế nhất là cho mọi người xem được là có nghĩa là bên Long Bùi á, thì Long Bùi làm mình qua đúng cái hàng, đúng những cái gì mà mình của công ty. Giống như mọi người mua đàn ấy, mọi người khi mà muốn mua đàn á, mọi người phải mua tại Guitar Long thì mới đúng hàng của Guitar Long. Bây giờ thiệt tại mọi người đem cái đàn khác ở shop khác mới mua 5-10 triệu qua, mọi người muốn nâng cấp lên bán lại thì Long Bùi cũng phải, ví dụ như cái này Long Bùi nâng cấp mà của khách không phải của tiệm thì Long Bùi chắc chắn là nó không phải của tiệm, nhưng mà cái nào là của Guitar Long mà họ nâng cấp lên, Long Bùi nói đúng cái dòng của Guitar Long thôi. Còn capo, jack, micro, âm ly thì họ chuyển lên kho. Bên kho bên 228 là nhân việc. Rồi. Bây giờ thì Long Bùi xin được đây là phụ kiện này. Đây là phụ kiện mà mình bán ở cơ sở này. Đó, rất nhiều dòng dây. Đây là guitar lồng. Đó. Ha. Clip của Long Bùi đến đây là xin được kết thúc. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi Long Bùi vào cái buổi sáng này. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.